đi đường này nhọc nhằn. Chúng ta đang cùng bước đến đâu, đúng không? Cùng bước đến đâu khi. Nhưng mà giấy đang mọc mà mơ. Không sao, tí giải đây rồi. Cay không? Được quỷ đó mặn. Ui mẹ đi trên này vãi nồi. À đây là cái khi nhông, đây là cái đóng đóng cái đoạn ngôi nàng đúng không? Ờ kia chung mặt nàng chứ mặt mày á. Ngôi nàng hả? Nếu cái ngôi nàng mà toàn người thủ dân này, như Việt Nam sao chẳng. À đây, gần đây. Lúc mà nó chưa có cái cốc school này, mấy chỗ này là chỗ nào? Chưa có gì. Chưa gì đâu anh. Sơ. Thôi mày. Thôi. Bẩn chứ chó. Bẩn như nước mà rồi. Cặc. Không cần phát biểu cảm nghĩ không? Có, quay lại đây. À, anh có cảm thấy hồi hộp khi sắp bước tới cái gì à? Đến với channel của mình. Đây gọi là gì ạ? À? Bộ tộc gì, ABC ghi giác gì đó. Dùi dùi dùi. Khổ, cái thằng cầm máy quay là thằng khổ nhất. Thôi góc đẹp hơi dẹp vẽ đi. Đấy là em đứng lên máy bay để chụp này. Thôi đi đi. Skung Island. Qua ngôi làng ạ. Xem có ông nào không biết nói không? Ờ, được ra à? Hay là trèo ra rồi? Đây là cái con thuyền đóng phi đúng không? Đúng rồi, con thuyền mà đi. Đấy. Đây hả? Được trèo ra không? À quên nhầm, nó tự trèo ra để ông thì được trèo. Không ăn được, cái này không sao được. Thôi đi tiếp đi. Đi. Không, mày quay được 2 phút. Tiền. Lắc ta lượng lấy cái cánh thì cần gì để người. Người cũng đẹp đâu mà tôi chụp. Thế nào? Má nó vãi luôn. Đấy là thanh niên hàng hải. Anh em đi tiếp. Đây thủ dân à? Đấy là đây bán đồ ăn này. Đây là cung island. Đây đây đây, bên này chụp hay hơn. Cung island phiên bản 2018 đã phát triển đến kem Manino. Thôi đẹp đi, dẹp đi, tao sao chụp thổ dân thôi. À quên, tao sao chụp mấy ông mấy chú ạ. Đít mẹ tao lao mày. Nhanh.